mình phải dùng cái cây này nè, mình mới sâu cho những cái lỗ này đó vô ha, mới được đó. Chứ đâu phải mà đầu nhỏ dữ. Ừ, lỗ nó có người gem mà. Rồi dễ nhám mình mới chà mới rõ ra. Hồi xưa cây cổ Mỹ nó có một sắc từ lớn tới nhỏ vậy, y như mình chỉnh cắt ly xúc ốc vậy. À, giờ lọt rồi nè, đó, vậy mới gọi là lọt nè. Sâu vô nè, thấy không? Đó, nó vừa xích, ý là vậy mà mới lọt được cái lỗ đó. Nè, đó. Chút ra nè, nè. Chọt này thông chứ không dám chọt mạnh nữa nè, lỡ nó bẻ gãi trong đó cái mất cực nè. Đó, cho vô á. Nè, rút ra nè, đó. Tóc nhầm nhè gì nó. Bên mũi nè, đó. Rất là khó luôn. Rồi, coi bốn lỗ cái thăm chưa? Chọc được bốn lỗ rồi đó hả? Ừ. Coi nó có đủ bốn lỗ chưa? Cái gì dầu mà cặn cặn. Bốn lỗ á, ha, được rồi. Vậy là mình thấy cái bát nữa là xong, là mình đưa vô là ngon lành. Chứ đâu phải mà muốn làm cái đưa vô. Nhỏ quá thì nhỏ. Đâu được, đưa cái bát kia tao coi là cái lỗ ha. Cái này là mai xỏ bình thường nè, ha. Nên thành ra nên nữa, bởi vậy nên cây này lỗ to quá đi. Nên chạy nhiều khi rắp vô cái máy mình máy nhỏ ha. Chạy không đủ, ăn lại 40 này là lơ mơ là không đủ. Xỏ nó vô luôn nè, đó. Còn cây kia xỏ đâu có vô, cây kia phải dùng cái cây này nè nha. Cây này mới vũa nhỏ nó mới xỏ được. Nên cái bát này đúng rồi, bát điên đúc vô chạy mới được. Còn cái bát này vậy tính ra chạy sẽ bị khói. Đó, mình phân tách cho hai loại để mà cây mình sôi rõ ràng. Mình xấy con, vệ sinh con lại để cho nó ngon, đưa vô cái mình đổ lại miếng canh. Từ do mình kiếm cái lò xo đúng đường riêng nó không có, mình phải lấy lò xo của thằng 93 nó có 24 ly à. Cái này nó tới 27 ly là nó mới đủ, nên mình phải đậu nó canh lại nha. Nó mới bị cái này đó hả? Dạ, vì riêng có năm chỉ cần đưa vô nhiệm vụ mình đưa vô thôi. Còn đồ này mình phải độ chân rồi mình mới thêm thắt mới được. Canh hai lần mà mới được có 70 thôi, giờ mình phải thêm lên 7 em nữa, bây giờ nó mới có cửa được 140, 160. Bây giờ mình phải đưa vô mình coi cái nó nằm được cái nhóm nào. Đó là phải. Đó chút 160 nè. Coi góc cung nó trúng hay không. Đó. Đúng, góc cung y như cái kia ha. À, 16 nè, y như bé kia nè ha. Nó đá vậy. Có chấu đá. Đây. Có chấu đá, tim yếu mà bơm chắc nổi. Không, nó bình thường, nếu không có gì mà được. Bé mà kêu nè. Ừ. Vậy là bơm không hết. Tay gạt không hết. Ok, ha. Bé rất rổ lắm. Rổ rất nhỏ để khoan, để coi gốc khung của cây này trúng cái lô không. Đó. Mình phải coi xem lại coi rồi, cái gốc khung hai cái cây nó giống không, để nhiều khi xét gốc đó, gốc không giống ha, nhưng thì chỉ có lỗ dầu to, lỗ dầu thì quá to. Lỗ dầu này đó là cái cây một gem mình đúc vô lọt, còn cái cây bát này dầu một gem đúc không lọt. Rồi vậy là cái này, vậy là về mình chạy chắc ngon lành. Về tới em dầu sôi heo cái này tí nhỏ nè mày, 5.5 ly ngon lành ha. Ủa sáng nay 5.5 ly ta, cái này ngon lành thì giúp sắc nữa rồi, khi có ngon đạt không cái thì nó đúng đây rồi, đây vậy thì ok rồi, vậy thì đưa vô kiểm tra thôi chứ còn để Ủa sao mua được con này hay ta. Ừ,
178 nè, mã thì để 178. Đâu? Đây 178. Các bạn. Con này con riêng hay gì á? Con này hả? Để 178 ở cái bác mới 178 đi. Con này con riêng hả? Con riêng đẹp dữ à? Con này nó thiếu dầu nó chạy khói trắng ta. Chứ nó gạt sao hơi nặng nặng. Đây ta ngon lành là ti này. Rồi để đưa ống dầu bác vô thử mới được chứ còn gì. Thấy ok nha. Còn hoạt động được không nè. Để nhiều phim. Còn bọt không mà sao không thấy nha. Tiền ngon còn được hay nhiều quá ha, này phải được chỉnh thêm chút nữa hay quá. Dày này, dày mới gắn ti nè. Tắt nè, tắt nhiều quá. Rồi. Có đèn dao ha. Hết luôn nhiều quá vậy. Mình lấy công cán đồ này nọ lấy 100.000 đi, bị lấy lò xo đó. 100.000 rẻ gì vậy.